Chào tất cả các bạn đến với kênh Bonsai Tiền Giang nha. Nay mình quay một vòng vườn tùng của bạn Đạt. Đó, bạn Minh Tùng. Bạn xem thấy hay nhớ nhấn đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn. Đó, đây là mô hình trồng bạn Minh Tùng, đặc sản Ca Lậy Tiền Giang. Đây những cái tùng lớn rồi, cực kỳ lớn luôn. Đang mùa nước mặn nhưng cực kỳ tốt. Đây là những cây lớn. Này hoành 60-70 hết luôn đó bạn. Để tôi kêu gặp luôn. Đất chữ A, đây này để cực kỳ đẹp luôn. Xa đó là những cây nhỏ nha các bạn. Mấy cây bông bồn này những cây lớn. Mình quay tham quan cho các bạn xem thôi. Ai có nhu cầu mua tùng thì về Ca Lậy Tiền Giang cực kỳ nhiều bạn niên tùng nha các bạn, từ nhỏ đến lớn đủ mọi thể loại luôn. Cây thành phẩm, cây này những cây mới trồng thôi. Những cây lên bồn như là những cây lớn. Này chủ nhân chăm sóc tốt quá. Bạn xem thấy hay thì nhấn đăng ký kênh ủng hộ mình nhé bạn, like và chia sẻ luôn. Bonsai Tiền Giang. Tổng quan với bạn xem thôi. Mô hình trồng vạn niên tùng. Đây là những cái lớn, cái này đã sửa rồi nha bạn, cái tiến triển. Rất là nhiều tùng. Đây, cái này ba cây cũng được. Tàn cổ sửa rồi nha bạn. Bốn cây tứ diện luôn các bạn, bốn cây sữa tứ diện nè, đủ mọi thể loại luôn cho tất cả các bạn. Rất là nhiều tùng. Đó, ai
ai có nhu cầu mua tùng thì cứ liên hệ trực tiếp mình qua số điện thoại ở dưới phần mô tả nha các bạn. Rồi, chào tất cả các bạn nha.